Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em xin chia sẻ một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng âm ly trợ đông. Model là AVR2310. Đây là dòng âm ly xuất châu Âu, điện áp là 230V. Anh em có thể chơi trực tiếp tại gia đình của chúng ta, không cần phải qua cục đối nguồn. Đây là nút tắt mở nguồn nha, nút standby và tắt mở nguồn chính. Các chế độ âm thanh thì dòng này có chế độ là 7 sát radio. Anh em muốn nghe nhạc bằng 7 kênh loa thì ta sẽ nhấn vào nút này nha. Rồi hiện tại là em đang kết nối ngõ vào HDMI và một cái nguồn phát HD từ bên ngoài với cái ngõ vào DVD nha, hiển thị lên màn hình TV. Và TV đó là cổng TV đó là cổng cung quang và cổng CD đó là cổng analog. Và đặc biệt là những cái dòng đàn ông thế hệ đa kênh thì bắt buộc chúng ta phải cài đặt và điều chỉnh thì nó mới phát huy hết tất cả những cái chất âm của nó nha. Rồi đầu tiên thì ta nhấn nút setup nè, lựa chọn loa nha. Speaker setup nè, speaker config nè, tất cả lựa chọn lo lớn hết luôn nha. Sub playback là lo nhân 2, sau đó trở ra. Tiếp theo nữa là bass setting thì anh em chọn là NLFE comment thì nó mới xuất âm bass ra cả lo phòng và lo sub. Channel level đây là volume từng cái loa, anh em tăng lên giùm em là cộng 12 decibel hết nha. Và khi mà ta có kết nối lo nào thì nó sẽ có tiếng động ở lo đó nha. Đây là loa trái và loa phải. Rồi tất cả đều tăng lên 12 decibel. Rồi trở ra. Tiếp theo nữa là một audio, video, audio và chết. Chỉnh tone nha. Anh em phải chuyển sang là on thì mới chỉnh được bass chép nha. Và sau đó ta di chuyển xuống là mũi tên trái phải cho tăng giảm bass và tăng giảm chép. Trở ra. Rồi tiếp theo nữa là cũng cái mục audio chết nha, để anh em di chuyển xuống là audio Odyssey setting nha và ta chuyển sang là menu. Khi mà mỗi đầu vào thì chúng ta phải chỉnh một lần nha, mở chế độ equalizer lên và di chuyển xuống cái menu là chỉnh equalizer. Ở đây em đã chỉnh sẵn nha, là chỉnh dải tần là từ 63Hz nè, 125, 250, 500, 1kg, 2kg, 4kg, 8kg và 16kg nha. Rồi tiếp theo nữa là một mục rất là quan trọng nha, anh em phải chỉnh là cái volume ngõ vào. Anh em di chuyển xuống mục là input setup và ta di chuyển mũi tên ngang và di chuyển tới cái mục là sub level. Rồi tại đây là ngõ vào analog và ngõ vào digital, anh em đều tăng lên là cộng 12 decibel nha. Rồi tất cả các ngõ vào thì anh em cũng phải vào điều chỉnh những cái thao tác đầu tiên, đó là tăng volume ngõ vào nè, chỉnh bass chép cho cái ngõ vào đó và chỉnh equalizer cho ngõ vào đó nha. Rồi em sẽ test cái ngõ vào đầu tiên, đó là cổng HDMI. Rồi chất âm sáng rõ nha. Tiếp theo nữa là cổng quang, cổng TV. Rồi cổng CD. Rồi anh em kiểm tra lại nha, kiểm tra lại là cái volume ngõ vào nó đã lớn hay chưa nha. Rồi mục setup nè, sub level nè, rồi khi nãy em đã tăng lên hết rồi nha. Rồi kiểm tra tiếp nữa là cái mục audio video, chỉnh tone lên chưa. Rồi tone rồi, ok, Odyssey menu rồi nha. Và như vậy là ba ngõ vào đều đã chỉnh được equalizer, mở bass chép lên và tăng volume lên rồi thì nó sẽ phát huy hết tất cả những cái chất âm của chim đi đàn ông. Bass lực và chép sáng rất quy lực nha, công suất phát huy tối đa. Rồi chọn chế độ là 7 sát radio. Hai loa phong, loa center, loa surround, loa sarkabak. Rồi hoạt động ok, tất cả 7 loa. Cổng HDMI in tín hiệu từ một cái nguồn phát bên ngoài, HDMI out xuất lên TV. Cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống nè. Cổng CD nghe nhạc từ đồ đĩa nha. Rồi trên đây là một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng âm đi đàn ông AVR2310. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.